Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay một câu chuyện của một em gái rất là xinh đẹp đã tới Biên Hòa, Đồng Nai cầu cứu anh em, quen với người đàn ông không biết là có mối quan hệ như thế nào, nhưng mà sau đó đã mất một số tiền rất là lớn. Thì để làm sáng tỏ cái câu chuyện này, xin mời quý vị các bạn cùng đón xem sau ít phút. Thì trước khi đi vào câu chuyện này, cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị các bạn, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, tìm kiếm chồng bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết cái câu chuyện ngày hôm nay. Rồi chào chị gái ha. Thì trước hết thì mình giới thiệu ở đây cho anh em cũng như quý vị khán giả biết là mình tên gì và mình bao nhiêu tuổi rồi. Em tên Hương, em ở Tân Hiệp. Em sinh năm 1987. Rồi, một cô gái cũng khá là xinh xắn, dễ thương. Và mình có cái mối quan hệ như thế nào với cái người đàn ông đó mà hôm nay mình lên đây mình cầu cứu anh em, thì mình hãy chia sẻ để cho mọi người có cái hướng giúp đỡ mình nào. Câu chuyện của em thì rất là đơn giản thôi. Trong một mối quan hệ là một người ăn chơi chung. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và em quen biết người này qua một người em chơi chung với em, một đứa em gái chơi chung với em ngoài đời. Cứ ngồi thoải mái đi. Thì chơi chung với nhau thì một thời gian em thấy cũng hiền lành, rồi anh em giúp qua giúp lại. Thì em có giúp đỡ cho anh là một số tiền là 100 triệu. Thì sau một cái thời gian mà em giúp đỡ, khi mà em giúp thì em không có nói ngày lấy. Thực tế ra em tính là để khi mà con em học lớp 12 thì em mới dự tính là lấy lại. Nhưng mà thời gian dịch là em vẫn để cho anh trong suốt là 2-3 năm rồi. Một đồng tiền lời em không lấy. Thì trong cái số tiền đó, khi mà em báo trước với anh mấy tháng là em nói là anh cố gắng anh xoay cho em một ít. Nhưng mà anh nói là anh không có. Có chửi có bới cái gì anh cũng chịu. Thì khi mà em giúp á, Ngừng. Trước khi đi vào câu chuyện, mình hãy nói chi tiết một chút xíu để cho mọi người có thể hiểu được mình đang nói cái gì. Bây giờ là hôm nay là chị đây là chị cầu cứu, có nghĩa là có một người đàn ông, mình có mối quan hệ, mình chưa là xác định mối quan hệ ở đây đúng không? Là mình làm sao mình quen biết người đó như thế nào mà mình lại cho người đó mượn tiền? Mình có mối quan hệ như thế nào với người đó? Em với người này là chơi chung coi như là một người anh và một người em gái thôi, qua một đứa em gái. Rồi bây giờ chơi ngoài xã hội. Tại sao mình lại đưa tiền cho người ta? Mình phải nói rõ ràng. Sau một thời gian chơi chung thì thấy tính tình cũng hiền. Thì cái thời gian dịch đó thì anh có, trước đó anh có mua một chiếc xe 4 chỗ Y10, thì mua trả góp của ngân hàng. Thì sau thời gian chơi chung đấy thì em mới thấy là anh nuôi 2 đứa con, vợ mang bầu và một mẹ già. Thì em thấy tội nghiệp, em có nói là nếu như cái số tiền góp ngân hàng còn bao nhiêu, thì anh có nói em là còn khoảng 150 hơn. Thì em nói bây giờ anh xoay ở đâu khoảng 50 triệu đi, em cho anh mượn 100 triệu. Thì anh mới nói với em là ok. Thì em mới cầm 100 triệu em đưa cho anh ở quán cà phê Jolly. Thì anh mới nói với em là khi nào em kẹt quá anh cầm xe anh gửi lại cho em. Mình có mối quan hệ với người đàn ông này là như thế nào? Em với anh chỉ chơi với nhau như một người anh, người anh trai và một người em gái ngoài xã hội thôi. Không có bất cứ một cái mối quan hệ yêu đương trai gái gì. Có anh em họ hàng bà con gì không? Không anh em họ hàng bà con. Vậy tại sao mình lại cho một người xa lạ như vậy mượn cả số tiền lên tới cả 100 triệu? Chỉ là lòng tin và lòng thương người của em thôi. Có khi nào có mình có quan hệ, có cái tình cảm gì với anh đó không? Không hề có. Chắc không? Chắc chứ. Chắc chắn 100%, không bao giờ phát sinh tình cảm và chưa bao giờ có ý nghĩ trong đầu là yêu đương hay như thế nào đó. Thế là sao mà ngoài xã hội mà anh em thậm chí ruột thịt còn chưa chắc đã đưa cho nhau 100 triệu? Mà tại sao mình chỉ quen ngoài xã hội mà mình dám đưa cho người ta 100 triệu? Mà mình nghĩ thì sao? Chỉ là lòng thương người của em thôi. Thì em vẫn đi giúp đỡ những hoàn cảnh khác vậy. Thì chơi chung với nhau thì lúc mình khó khăn cũng giống như lúc người ta khó khăn vậy. Khi em cho đưa tiền á, là có viết giấy tờ gì không? Mà có nhiều người không? Hay là chỉ có em với anh đó thôi? Không có giấy tờ gì hết. Bằng lòng tin thôi, bằng chữ tín và bằng lòng tin của em với anh đó thôi.
Chứ khi mà em trao tiền thì có hai vợ chồng không hay là chỉ có một mình anh đó? Một mình anh ấy thôi. Và vợ anh cũng có biết mà, anh có về anh nói với vợ mà, em có xác nhận với vợ luôn, vợ nói là chị có biết. Em đến nhà em hỏi luôn. Thế thì trước hết là xin hỏi về hoàn cảnh của chị một chút xíu. Thì cái gia đình của mình, chồng con sao? Em với chồng em là ly dị rồi. Mình đang sống với bà mẹ đơn thân. Mẹ đơn thân nuôi hai đứa con. Thế mình hiện tại mình đang làm công việc gì? Em làm dịch vụ. Dịch vụ hả? Vậy làm sao mình lấy được cái số tiền mà hơn 100 triệu đó, là do mình làm ăn hay là mình tích cóp mà được số tiền đó? Số tiền này là số tiền em bán nhà. Trời ơi. Bán nhà mà cho người ta mượn. Bán nhà xong rồi để dành để mua nhà mới, nhưng mà em chưa mua. Thì thấy cái hoàn cảnh một người anh chơi chung với mình thấy hai đứa con nhỏ rồi, vợ mang bầu sắp đẻ nữa, thì mình cố gắng mình giúp. Giúp người được gì thì mình giúp thôi, hoàn toàn là không có lời. Nhưng em mà giúp không vậy? Em chủ động giúp hay là em người chủ động đàn... giúp. Nhưng mà em nói là hoàn cảnh khó, như là thấy anh là anh mua xe hơi mà. Nói chung là trong cái mùa dịch ấy thì mua xe hơi cũng chỉ để chạy dịch vụ thôi. Khi người ta đang mua xe hơi thì người ta cũng có tiền rồi á, tại vì xe hơi nó phải tầm 400-500 triệu trở lên. Đúng rồi. Anh mua chiếc đó bộ, em không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng mà đợt đó em nghe Phong Phanh anh nói là khoảng 500-550 gì đó. Cho vay có lời gì? Con i10. Vậy em cho mượn vậy là có lấy lời không? Hoàn toàn không một đồng tiền lời. Cho mượn với một cái chữ tín và trên phương diện tình cảm anh em chơi với nhau của xã hội. Rồi bây giờ em qua em đòi tiền người đó, rồi người đó trả lời em sao? Em qua nhà là mấy lần rồi. Thì em qua nhà né em không à. Khi mà gặp em á thì em ngồi em nói thì cũng chỉ ngồi im lặng thôi. Im lặng xong rồi em mới nói là giờ cái số tiền của em, khi mà anh khó khăn, vợ con, hai đứa con nhỏ ăn học, vợ mang bầu, một mẹ già, anh còn góp tiền ngân hàng cái xe nữa. Thì em mới lên tiếng giúp đỡ. Anh có nói với em rõ ràng ngay từ bước đầu tiên là anh đã nói khi nào em kẹt anh có thể anh cầm xe anh trả lại em. Nhưng em đến nhà em đòi thì anh kêu là bây giờ em có nói, em có chửi hay em có nói gì đi chăng nữa anh cũng chịu. Bây giờ chỉ có câu chịu thôi. Rồi em có gặp vợ của anh đó để nói chuyện cái số tiền này không? Em có gặp vợ anh, con anh, mẹ anh, tại nhà anh, gặp cả anh luôn. Rồi gia đình nói sao? Vợ anh nói là, em mới hỏi là chị có biết cái số tiền mà em cho Nan mượn là 100 triệu không? Chị vợ chị nói chị biết, anh có về anh kể. Thì nói vậy chị biết không, em giúp đỡ như vậy, tại sao bây giờ em kẹt mà không trả lại cho em trong khi em phải đóng tiền lời cho người ta? Cái chị nó nói là bây giờ anh nợ nhiều lắm chứ không phải là một mình em đâu. Trời đất ơi, trả lời em vậy đó. Vâng. Để có nói khi nào mà trả cho em không? Nói khi nào có thì trả cho em. Trời ơi, nói vậy biết chừng nào? Thì bây giờ anh nói là khi nào anh có anh trả. Trời. Thế thì em bây giờ em biết làm sao được. Giờ nói câu đó rồi, giờ có chửi như thế nào thì nó cũng vậy. Mà trong khi em qua nhà rất là nhiều lần. Không đưa. Cứ nói một cái câu chịu thôi. Có nghĩa là người ta cố tình người ta giật nợ của mình. Dạ. Chị có nghĩ như vậy không? Hay là chị nghĩ là người ta quá bế tắc? Nói đúng ra bế tắc không bế tắc đâu. Đúng. Em biết anh còn có cách anh trả lại cho em đó. Đúng. Chứ không phải là bế tắc, nhưng mà nói thật ra anh biết em là một người mẹ đơn thân. Đúng rồi. Và chị... anh em bà con của em không có ở đây. Đúng. Chỉ một người mẹ đơn thân và độc bước một mình em hai đứa con thôi. Cho nên anh cố tình anh làm như thế. Khi người ta đã có tiền mua xe hơi là biết cái kinh tế của người ta cũng thuộc dạng là có tiền rồi. Đúng chứ không rồi. Phải là không có cơ sở. Nên là đây là người ta cố tình người ta giật của mình. Nhưng mà chiếc xe đó giờ anh đó cũng đang hoạt động chạy hay là bán rồi? Thực tế chiếc xe đó em cũng biết là đang hoạt động hay là bán rồi. Nhưng mà em hỏi chiếc xe của anh đâu thì anh kêu anh thanh lý rồi. Ở đây thì khi mà chị chia sẻ thì tụi em cũng nghe, nhưng mà thấy cái gì nó cũng hơi cấn cấn một chút. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Tại vì là một người xa lạ, không anh em, không ruột thịt, không có mối quan hệ yêu đương trai gái,
thường là có mối quan hệ yêu đương tình cảm đúng không, thì người ta sẽ đưa một số tiền không phải 100 triệu mà thậm chí 1 tỷ. Đúng rồi. Như đây một người mình hoàn toàn xa lạ, tại sao mình dám đưa 100 triệu cho người ta mà không giấy tờ, không có một cái gì hết? Cũng như em nói từ đầu ấy, tình cảm trai gái yêu đương hoàn toàn em không có, và thậm chí trong đầu em chưa suy nghĩ là yêu đương trai gái với cái với anh An này thật sự, và anh trong cái đầu của anh cũng không có ý nghĩ yêu đương với đây, em đây là tụi anh không có nói là chị nói em là gọi là xạo, nhưng mà ý là thấy nó cũng nghe nó cũng hơi cấn một chút, đúng rồi, hiểu không? Đó rồi mình chơi với nhau thăng bao nhiêu lâu rồi mình mới cho mượn tiền? Khoảng năm mấy, 2 năm á, nói chung là khoảng đó em không nhớ chính xác đâu, nhưng em chỉ ướm chừng thôi, là qua một người em chơi với em ngoài đời ấy, thì em quen biết cái anh đó qua con bé đó. Rồi mình cũng hay gặp nói chuyện trò chuyện thường xuyên. Thì anh em nói chuyện đi chơi và ăn uống với nhau và qua bên nhà em ăn uống là bình thường. Thí dụ như em cần cái gì thì em gọi điện anh cũng chạy qua, hoặc là anh cần cái thí dụ như anh cần về tài chính thì em có em vẫn đưa và em cho không luôn, không bao giờ em lấy lại. Sao lại tốt vậy? Thì em đã nói với anh rồi, em sống hướng nội và em sống rất là tình cảm. Em không mưu cầu tin vật người, chất tin người quá. Đúng rồi, em quá tin người. Nếu như mà em không em nghe lời bạn em á, thật chất ra anh không có cửa mượn tiền của em, nhưng mà em thấy cái hoàn cảnh nó khổ thì em mới nói là thôi giúp ai cũng thế. Rồi còn vợ của anh đó có chơi thân với em không? Vợ thì hoàn toàn không chơi với em. Ủa sao vậy? Chỉ có anh đó chơi với em rồi thôi. Rồi bây giờ một mình nuôi 2 người con thì cuộc sống có vất vả lắm không? Rất là vất vả luôn. Hai đứa học cấp 3. Phải như mà giữ được 100 triệu rồi bây giờ lo cho con ăn học có phải tốt không? Rồi bây giờ cuộc sống có bế tắc không? Đi vào đường cùng. Đi vào đường cùng lý do tại sao? Tại vì bây giờ một mình mà nuôi 2 đứa con ăn đúng học rồi. Xong rồi năm nay 2 đứa đều vào cấp 3. Trời cấp 3 tốn tiền lắm á. Mà 2 đứa đều là học tư. Trời ơi. Nếu như mà học công á thì mình đỡ tốn kém, nhưng tất cả 2 đứa đều là học tư thì mình cái thí dụ như học tư thì anh biết rồi, con cái học hành, quần áo, sách vở, đúng rồi tiền học đầu năm, rất là nhiều thứ. Nếu mà một đứa thì rất là bình thường. Mà mới sinh năm 87 thôi mà con đã học lớp 12 rồi, chắc lấy chồng cũng khá sớm à. Dạ sớm. Năm bao nhiêu tuổi lấy chồng? 19. 19 tuổi lấy chồng. Trời ơi, chắc đẹp gái quá đi dụ người ta hay người ta dụ mình. Nói chung em sống về tình cảm thôi, anh em chơi với nhau là em không bao giờ mưu cầu vật chất hay lợi dụng. Chưa bao giờ em lợi dụng bất cứ một người nào hết trơn. Đây lên đây là phải chia sẻ thật nhá. Em đã nói rồi, lời nói của em nói ra nó chắc nịch 100%. Thật anh em mới giúp được, chứ còn nếu không thật là khó giúp lắm đó. Bây giờ cho dù là anh em đó ngồi trước mặt em và trước mặt tất cả mọi người khán giả đang coi thì em vẫn nói một cái câu nói như thế. Và đối mặt với em cũng vẫn sẽ nói như vậy. Đừng để ông kia ông lên tiếng ông kêu là bà yêu tôi rồi bà cho tiền tôi mà không. Nói gì lúc đó thì anh em tội lắm á. Nhưng mà em chê thân như vậy mà không chê thân với vợ của anh đó, là vợ anh đó có nghi ngờ gan tôi gì không? Thời gian đầu thì chị đó cũng có một chút đó, xíu ghen với em. Sao? Nhưng mà khi mà em giúp đỡ và em đến nhà em và chị đó biết em và con của chị biết em á, thì chị nói là khi đầu tiên chị cũng có nghi ngờ, nhưng mà sau này thì thấy không có gì. Em biết sao mà người ta không nghi ngờ nữa không? Đưa 100 triệu đúng không? Đúng rồi. Thì khi em giúp đỡ quá nhiều mà đúng. Trong cái mùa dịch đóng chốt nè, đóng chốt á, tất cả mọi người đều không ra khỏi chốt được. Đúng không? Anh công nhận cái đợt đóng chốt đúng, không? Đúng. Nhưng mà em vẫn giúp đỡ nè. Cá nè, rau, củ, quả, gạo, thậm chí cả tiền luôn. Đem tới tận chốt luôn em đem. Nhưng tới mà chốt lúc trong. Mà trong trước dịch là chắc em cũng khá hả? Nói chung là trước dịch thì con em nó học nó cũng không đến nỗi lắm. Thì cuộc sống mẹ con thì rất là bình thường. Dư không dư, nhưng mà nói chung là để con no ấm đầy đủ thì rất là ok. Tại vì trong cái lúc dịch ai cũng khó khăn, thì mình là mẹ đơn thân 2 đứa bé thì mình cũng phải thủ một ít để lo cho 2 đứa nhỏ chứ. Nói chung cái lúc dịch đó là thủ là có thủ, nhưng mà em buôn bán được. Em bán tôm nè, bán cá nè, rồi trứng nè. Trong mùa dịch là nhu yếu phẩm, là tất cả những cái nhu yếu phẩm là mình đều cần đúng không, và mọi người đều cần, thì em bán cái đó. Rồi, có vẻ như chị cũng là một người phụ nữ cũng khá là nhanh nhẹn và cũng giỏi kinh doanh ấy ha. Từ ngày em bước chân đi vô trong đây là em làm công ty nó chỉ có mấy năm thôi, đa số là em buôn bán kinh doanh bên ngoài.
Và bây giờ sống độc thân như vậy có buồn không? À, sống độc thân hả? Thì cũng rất là bình thường thôi. Buồn thì không buồn, vui không cũng buồn, không vui. Sao mà quen với ông đó làm chi? Không, cái người này là quen con nhỏ em của em ngoài đời. Cho nên anh em thì cũng là quen, bạn bè anh em giao lưu với nhau nó là bình thường mà, đúng không? Cũng giống như em giao lưu với những người khác giới hoặc là cùng giới, nó rất là bình thường. Rồi mình đi ly dị chồng mình lâu chưa? Em ly dị 6 năm rồi. Rồi sao mà không đi bước nữa, còn trẻ đẹp mà? À, không đi bước nữa vì hai đứa con em nó lớn rồi, với lại nói chung là cái gì cũng phải từ từ. Tình cảm hôn nhân mình không nếu có được ghép được. Nếu hôm nay lên đây mà gặp anh nào mà để ý mình, anh muốn làm quen mình có đồng ý không? À, thôi bỏ đi. Bỏ đi để làm người tốt. Nói câu phũ phàng vậy. Bỏ. Tại sao lại bỏ đi làm người tốt? Nói đâu có đúng. Bỏ đi để làm người tốt của nhau ấy. Ví dụ như yêu đương thì thôi, chấm phải. Đâu phải là người đàn ông nào cũng tệ như vậy đâu. Không, ý em nói là tất cả mọi người đàn ông đều điển tốt hình hết. Như các anh ở trước mặt đây toàn là những người đàn ông tốt cả. Tất cả mọi người đàn ông trên thế gian này đều tốt, và tất cả người phụ nữ cũng đều xinh đẹp, đều tốt hết. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó đưa đẩy bắt buộc, có một trường hợp nó sẽ không tốt. Ý em nói là để em tự kiếm đúng không? À, thôi chuyện tình cảm riêng tư thì cái gì cũng vậy, từ từ. Và bây giờ cái cuộc sống của em á là buôn bán được không? À, em làm thì cũng lai rai, nói chung là cơm thì đủ ăn, nhưng mà để mà chi phí con cái học hành đầu năm thì nói thật là nó rất là cực. À, khó khăn hơn. Dạ, rất là cực với một người mẹ đơn thân như em. Dạ, phải mà em mà thủ được 100 triệu giờ là cũng lo được cho mấy nhỏ học hành cũng tốt lắm rồi. Dạ, thì nó đúng ra là con em học 12 là em mới lấy lại đấy, là như năm nay là em mới lấy lại, nhưng mà trong cái thời gian nó rất là khó khăn, cho nên em có báo trước. Thì em báo trước mấy tháng luôn, rồi báo trước nửa năm luôn, rồi báo trước từ 5-6 tháng đổ về cuối năm. Em nói cuối năm rồi, cuối năm cũng im. Em cho mượn từ hồi dịch tới giờ là cũng lâu rồi ha, 2 năm rồi ha, 2 năm mấy? 2-3 năm rồi. Không một đồng tiền lời giúp trên phương diện tình cảm. Là anh em chơi chung. Ngoài anh này ra, rồi còn có giúp cho ai nữa không? Cho anh nào nữa không? À, nói chung là giúp cho một người đàn ông thì em không có giúp, nhưng mà để mà thiện nguyện thì em nấu cơm em phát cho bệnh nhân, rồi người nhà ở cổng bệnh viện Nhi á. À, em cũng cực ha, trừ khi buôn bán là thời gian là phải dành thời gian đi làm thiện nguyện á. À, thiện nguyện thì em chỉ có nấu cơm phát, và như buổi tối bữa nào mà em rảnh thì em nấu nuôi. 9-10 giờ đêm bắt đầu em đi phát vòng cái đường phố Biên Hòa ấy, cho mấy người dọc đường ấy. Đó, mình đi trong nhóm hay là đi một mình em? À, hai mẹ con em. Trời ơi, cực vậy. Thì nói chung là tâm của mình hướng thiện thôi. Và ở bệnh viện Nhi thì mấy chị bảo vệ, mấy chị cũng biết em mà. Em thường em phát vào thứ 6 và thứ 7. Bữa nào em rảnh thì em phát 6-7, bữa nào em bận thì em phát thứ 7. Bệnh viện Nhi, bệnh viện Đồng Nai, bệnh viện Thanh Tâm. Việc làm nó cũng rất là tốt và ý nghĩa. Thế thì bây giờ mình lên đây mình gặp anh em thì cái tâm tư của nguyện vọng của mình là như thế nào? À, như em muốn nhờ anh em bên Huy Hoàng với lại anh em bên Minh Quân thì giúp em làm sao đấy thì có thể lấy lại được cái số tiền mà em cho mượn. Em chỉ mong như vậy thôi. Để bây giờ mình lấy tiền mình lo cho con đi học ha. Đúng rồi, để em lo cho con em học đầu năm nè, nhập học nè, quần áo sách vở nè, rất là nhiều thứ. Đúng cần rồi. Phải dùng tới tiền. Căng lắm á. Yeah. Bây giờ nếu mình cho quay ngược lại thời gian, mình có quen những người đàn ông đó không? Nếu như thực tế ra quay lại ngược thời gian á, thì anh em chơi tốt thì mình vẫn chơi. Nhưng mà có cho mượn tiền không? À, tiền thì chắc chắn phải xem xét lại. Đúng rồi. Tại vì nếu mà cho mượn ít thì mình vẫn cho. Tại vì mọi người có một cái hoàn cảnh và lúc khó khăn. Tại vì cho ít, ví dụ 5-3 triệu, 10 triệu cũng được. Dạ, ha. Đúng rồi. Chứ còn bây giờ số tiền là 100 triệu là số tiền rất là lớn. Dạ. So với không biết so em với em sao, chứ so với tụi anh là lớn lắm á. Không, anh so với em thì bây giờ nó thật ra nó cả một cái gia tài đấy. À,
Dạ. Thì nói chung là nếu quay lại thì em vẫn chơi thôi. Vẫn chơi, không, vẫn là một người ăn. Không hối hận. Không hối hận. Nhưng mà có cái là nếu mà để mà giúp về tài chính á, thì mình chỉ giúp những khi mà người ta thật sự cần và một cái số nhỏ. Nhưng mà anh thấy em chơi với cái người đàn ông này rồi vợ của ổng tới rồi lằng nhằng chửi em, mày thấy phiền phức không? Chưa chưa, chị thì không có ghen đó, ghen là chửi đó. Không, chị chỉ nói với anh thôi chứ không nói với em. À, chưa có. Dạ, chưa có ý gì với em hết, chỉ nói với anh thôi. Và em nghe anh học lại thôi. Còn mai này chưa bị đánh ghen nào. Thì mai em có nói như vậy nè, anh cứ kêu vợ anh ra quán cà phê ngồi nói chuyện với em sẽ giải thích một cách đàng hoàng chính chắn. Và tất cả những tin nhắn từ trước bây giờ em với anh nói chuyện với nhau trên Zalo, anh cứ để im đó cho vợ anh đọc, anh đừng xóa đi tin nào hết. Em có nói như vậy. Là có khi nào mà hai người vô quán cà phê uống có hai người không? À, hai anh em á hả? À. Có chứ. Nhưng mà một đó, cái quán cà phê nó rất là bình thường đúng, như vậy. Đúng đúng. Nhưng mà người ta cũng có người phụ nữ, người vợ, người ta cũng phải nghi ngờ chứ. Không anh ơi, nếu mà để mà vô quán cà phê hai anh em á, thì nó rất là tầm thường thôi. Tại thời buổi bây giờ mà ngồi mà sát kề kề á, thì nó có vấn đề. À. Còn mỗi lần mà em nói anh An ơi, cà phê nhá. Thì anh nói ok. Thì ra cái quán thì anh ngồi bên đấy, em ngồi bên đây. Nói chung là cà phê trò hay nhà nghỉ không, không, không. Vấn đề đúng không? Đúng rồi. Không, nhưng mà em thì em nghĩ vậy, nhưng mà vợ là người phụ nữ, người ta cũng có một cái nghĩ khác chứ không phải như em nghĩ đơn giản vậy đâu. Đúng rồi, thì lúc trước em đã nói chị cũng có ghen với em và nói với anh thôi, chưa nói em. Nhưng mà sau này em giải thích và em nói, em và em qua nhà trực tiếp luôn. Thì chị nói lúc trước chị cũng có hơi nghi ngờ thôi chứ không phải là nghi ngờ hẳn. Khi đi 100 triệu á là hết nghi ngờ đúng không? Đó là do mình hết tiền á. Nếu mình còn tiền á, nếu mà mình cho mượn 100 triệu nữa là bà chia cho mình 2, 4, 6, bà 3, 5, 7 luôn. Không, cái chuyện đó thì không, trong ý là mình không nói lời cái này cái kia, nhưng mà ý là chia cái khoảng thời gian cho mình, bà cũng không ghen. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề không? Trong đầu em thì chưa bao giờ em suy nghĩ, có một cái suy nghĩ và có một cái tư tưởng là quen ổng hay là thích ổng, hoàn toàn không đúng có rồi. Nói chung là em chia sẻ thì cái cách em vô tư, nhưng mà cái người phụ nữ, vợ người ta không có nghĩ như vậy hơn là chưa đánh ghen đấy. Đánh ghen là còn khổ nữa. Không, chỉ có đánh ghen là đánh ghen, có ghen tương với nhỏ em thôi chứ đâu liên quan tới em. Vậy ông này em cảm giác ông này em thấy sao, có hai gái gú gì không mà nói chung là cái chuyện đấy thì nếu mà gái gú thì cứ để anh gặp em anh nói chuyện đi, tại vì em chia sẻ những cái mà nó trong tầm với, còn ngoài tầm với thì cứ để từ từ. Thì theo em chia sẻ thì tụi anh cũng cảm nhận là được rồi. Dạ, đó người này là thích quen với các chị em phụ nữ, người này có vẻ là chắc không quen với đàn ông đúng không? Nói chung là đàn ông đàn bà đều quen chứ, nhưng mà có cái là cái chuyện nói chung là cái ngoài tầm với mình cứ từ từ căng ha. Dạ. Phức tạp. Còn nếu mà để mà nói thật, em chia sẻ lên đây rồi á, đã ngồi trước những quý khán giả rồi á, thì là em chỉ có bớt chứ không bao giờ thêm. Sao vậy? Tại vì mình bớt những cái mà nó ngoài tầm với mà mình nói những cái cần nói thôi. Cần kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Còn cái mà ngoài tầm với thì cái gì phải từ từ. Nói chung em lên đây là nói ngay trọng tâm một chút xíu. Em chỉ đi vào trọng tâm thôi. Còn cái chuyện mà nói chung là rễ chùm bên ngoài á, thì cứ từ từ. Nói quá không được, khi tiền mất tật mang nữa khổ. Đúng không? Cười cười là nghi vậy đó. Không tật mang thì không mang đâu. Nói chung thì mình cứ lên đây mình cứ chia sẻ thẳng thắn với nhau. Đúng rồi. Tìm cái cách giải quyết cho nó tốt nhất. Ví dụ như mình có quan hệ tình cảm gì đó thì mình để anh em biết cái hướng. Mà ví dụ không quan hệ tình cảm thì anh em biết cái hướng. Đó, hiểu vấn đề không? Dạ. Yeah. Chứ không phải là mình chứ còn cái chuyện tình cảm của mình thôi thì mình quen ai mình làm gì đó là chuyện của mình. Thế anh em không can thiệp vào những cái chuyện đấy. Không, nếu mà tình cảm thực tế ra cả em và anh An đó chưa bao giờ có suy nghĩ trong đầu. Đúng rồi, không, tụi anh cũng không nói là em với anh An đó là có một cái tình cảm mà trai gái, đây là anh em thôi. Mà tự em chia sẻ sao thì tụi anh nghe vậy thôi. Một lời nói của em mà nói ra trên đây rồi á, em hứa với anh là bớt chứ không bao giờ thêm. Và 100% là chính xác. Theo như cái quan điểm của mình á, là cứ nói đủ. Không bớt không thêm thì nó mới là thành chân thật được. Nếu mình mà không, mình bớt là mình không chân thật rồi. Không, bớt những cái không cần thôi. Nhá, phải thật. Em chỉ đi vào cái chính thôi.
cái chính thôi, chứ còn mà nếu mà để mà nói đầy đủ thì nó cái câu chuyện nó lại đi vào cái ngả rẽ. Cái ông này có khi nào ông ấy tán tỉnh mình chưa? Chưa. Em đã nói là anh em chơi với nhau rất là vô tư, như một người anh trai và một đứa em gái. Em coi ông như một người anh trai. Rồi thế mình... ông cũng vậy, ông coi em như một đứa em gái. Thế hôm nay mình lên đây thì mình có lời nào mình muốn nhắn gửi tới ông không? À, em muốn nhắn tới anh An á. Cái lúc mà anh khó khăn á thì em là người giang vòng tay ra giúp anh. Từ tiền bạc, vật chất lẫn tinh thần em đều khuyên răn anh. Nhưng mà mình nói thật ra, con anh cũng như con em và con em cũng như con anh. Con anh cũng đang lứa tuổi ăn học và con em nó cũng vậy. Anh muốn con anh có chén cơm ăn thì cũng mong anh rằng cho con em miếng cháo, gửi lại cái số tiền đó giúp em. Rồi khi mà anh khó khăn á thì anh vẫn quay lại anh hỏi em được. Tại vì em không có so đo, không có tính toán và cũng không có hằn thù gì hết. Rồi. Nhưng mà cái gì thì cái nợ là phải trả. Chứ anh đừng có làm như thế, anh đừng có dùng cái câu chịu ra với em. Em có chửi bới hay em có nói gì ra đi chăng nữa anh cũng chịu. Anh đừng nói như vậy. Làm người mình phải có một tí là gọi là cái chữ tín. Và giữ cho mình một tí gọi là cái liêm sỉ gì để mình bỏ túi ấy. Trả lại tiền cho em nha. Rồi. Trả xong tình cảm anh em bình bền vững như bình thường đúng không? Không chết móc gì ha. Nói chung là anh gửi lại cho em thì em với anh vẫn là anh em, vẫn là bạn bè nếu anh coi em là một đứa em gái. Và khi xa cơ thất thế thì em vẫn giang vòng tay em giúp anh như thường. Rồi. Và em không có hận thù gì đâu. Thì nói chung thì chị chắc có cái lòng từ bi, yêu thương, tình cảm nó bao la bát ngát quá. Chứ còn như bản thân, như cá nhân, quan điểm cá nhân của em á, đã không được là dẹp ngay, cách 800m còn chạy luôn, nó chơi được đó mà còn chơi lại nữa thì không có chuyện đó nhá. Thì hôm nay thì thôi, trước mắt là đây ghi nhận cái câu chuyện này, anh em sẽ ghi nhận và sẽ tìm cái hướng để giải quyết cho mình nhá. Thế chị có đồng ý và chị cam kết tất cả những lời nói chia sẻ trong video này của mình là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời nói của mình không? 100%. Đúng ha. 100% là chuẩn. Em đó. Nói là em nói ra cho dù kể cả anh ngồi gì, anh An à, anh ngồi trước mặt em cũng vẫn nói. Và em bước vào nhà anh em cũng vẫn nói những cái câu này. Rồi, nói chung là mình nói là đúng ha. Thế mình có đồng ý cho anh em ở đây sử dụng hình ảnh của mình cũng như hình ảnh của cái người anh tên là An mượn tiền đúng không? Cũng như video này để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, mình có đồng ý không? À, mấy anh cứ làm những cái mà mấy anh cho là đúng và giúp đỡ những cái người mà người ta đang gặp hoàn cảnh khó khăn á thì rồi. Cứ thoải mái mà rồi, chia sẻ lên ha. Tại vì lời nói của em nói ra em không phải là gian dối rồi, hay là yêu okay. đương hay lọc lừa gì hết. Rồi nói chung là bây giờ ba mẹ con, một người mẹ đơn thân đang phải nuôi hai người con nữa, đang học lên cấp 3 rồi, cũng rất là tốn kém, rất là vất vả. Thì thôi anh em ở đây cũng thay mặt các anh em cũng gửi lời động viên đến chị nhá. Cố gắng lên ha, vì tương lai của hai người con của mình. Trước đây mình còn lỡ tin người ta, lỡ chót dại thôi, bây giờ mình cứ cố gắng lên nhá. Yeah. Rồi lo cho con của mình ăn học cho nó tốt, cho nó thành người. Rồi anh em sẽ nghiên cứu tìm cái cách để giúp đỡ cho mình một cách nhiệt tình luôn, cứ yên tâm nhá. Thì trước khi kết thúc câu chuyện này, cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị và các bạn, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, tìm kiếm chồng bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để được xem cái kết quả của từng cái câu chuyện, rồi cho những cái lời bình luận góp ý về cái câu chuyện này. Rồi bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào, hẹn gặp lại. À, anh chào em. Dạ, cô chú anh chị.